Hello, Ngoại Đức Viết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam trưa ngày hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2023. Ngày cuối cùng của tháng 10 và rạng sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã xem một cái chương trình rất là thú vị do FPT Play mang lại, đó là lễ trao giải quả bóng vàng. Và xin chúc mừng cho idol của mình, đó là Messi. Messi đã có danh hiệu quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp rực rỡ của mình. Có thể nói là một cái cảm xúc cũng rất là tuyệt vời. Và cái biểu tượng này là cái biểu tượng mà đang được rất là nhiều người hâm mộ trên thế giới giơ lên. Những ai mà yêu mến Messi ở câu lạc bộ Inter Miami thì cũng đã giơ lên biểu tượng này, 8, số 8, 8 danh hiệu quả bóng vàng. Có thể nói là một cảm xúc cũng rất là xúc động. Những cống hiến của Messi ở trong thời đại mà có lẽ là với cá nhân của Vlog Ngoài Đường Pitch, nhiều cô chú anh chị và các bạn trẻ, các em nhỏ, thì chúng ta có một cái may mắn, chúng ta sống trong một cái cuộc đua của rất là nhiều những cái ngôi sao lừng danh thế giới. Chúng ta ở một cái thời đại thực sự là may mắn khi mà xem những cái màn trình diễn của Messi, của Ronaldo, Ibrahimovic, vân vân, rất là nhiều những ngôi sao mà có thể nói là sẽ đi cùng với chúng ta trong suốt cái tình yêu bóng đá, trong suốt cuộc đời. Và thật là tuyệt vời khi mà cùng cái thời điểm thì chúng ta coi như là song hành được với họ, những ngôi sao đẳng cấp thế giới, rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn quý khán giả đã yêu thương và ủng hộ Vlog Ngoài Đường Pitch. Hôm nay thì mình xin phép được lên sóng sớm, bởi vì một chút nữa thì ngoài việc chở bé ở nhà đi học thì mình tranh thủ lên Biên Hòa, Đồng Nai để mà gặp gỡ bên câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân, một người Anh ở bên đó đang đàm phán để đưa gạo ST25 lúa tôm về cho PVF Công an Nhân dân họ sử dụng, họ ăn gạo đó. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả là câu lạc bộ Hải Phòng lúc này đã sử dụng gạo 5 rice ST25 lúa tôm của bên Vlog Ngoài Đường Pitch rồi, rất là vui. Bây giờ thì sẽ đến mục tiêu tiếp theo, câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Câu lạc bộ Hải Phòng thì một tháng ăn khoảng 1 tấn gạo thôi, không nhiều gì đâu. Xin được cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin liên quan đến bóng đá Việt Nam. Đó là câu chuyện ngày hôm qua. Vào tối ngày hôm qua thì ngay sau khi mà cái chương trình livestream của Vlog Ngoài Đường Pitch vào lúc 6:50 kết thúc, vào lúc khoảng 7:40 mà mình ăn tối xong mình bắt đầu đi có việc, thì là mình có nhận được cái thông tin là câu lạc bộ Hà Nội đã bổ nhiệm huấn luyện viên Đinh Thế Nam là giám đốc đào tạo trẻ của Hà Nội FC đó lên làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Như vậy là cái việc mà thông tin liên quan đến việc là Hà Nội FC chiêu mộ huấn luyện viên Gomokyun đã không thể trở thành hiện thực. Và bây giờ thì Hà Nội FC họ sẽ đặt niềm tin vào một huấn luyện viên nội, đó là huấn luyện viên Gomokyun, thay cho trợ lý huấn luyện viên Lê Đức Tuấn làm huấn luyện viên tạm quyền ở hai trận đấu tại AFC Champions League cũng như là trận gặp Vũ Hán, và trận đấu vừa rồi thua Hải Phòng với tỷ số là 3-5 ngay trên sân nhà hàng đẩy. Như vậy là bây giờ Hà Nội FC sẽ quay trở lại với một thuyền trưởng nội, và chúng ta sẽ cùng chờ xem là đội bóng này họ sẽ sớm quay trở lại cuộc đua vô địch như thế nào đây. Xin cảm ơn quý khán giả. Còn về một cái thông tin khá là thú vị khác, đó là ngày hôm qua thì có nhiều bạn gửi cho mình một cái hình ảnh chụp bên On Sport về thông tin là John Clay, tiền đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội năm ngoái, sẽ gia nhập câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ở chiều ngược lại, đội bóng Phố Núi nói lời chia tay với trung vệ Pape Diakite. Bên cạnh đó, nhiều khả năng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ mượn được Rafael Success từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Rafael Success, vâng, cầu thủ vừa ghi cái bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở trận đấu gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thì đã, nếu mà thông tin này mà đúng thì như vậy là hàng tấn công của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở giai đoạn tiếp theo của V-League chắc chắn là sẽ rất hấp dẫn, nếu là đúng như sự thật. Cho đến thời điểm hiện tại thì ngay sau khi mà mình nhận được cái thông tin đó thì mình có gửi cho phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, thì vẫn còn khá là ấp mở, chỉ biết là vẫn đang đàm phán để chốt những cái điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng mà thôi, nên là chưa chắc chắn được điều gì. Tuy nhiên là ngay cả các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì tối ngày hôm qua họ cũng nhắn cho mình hỏi là cái này có thiệt hay không anh. Thì mình cũng chỉ nói là bây giờ đối chiếu vào một số những cái thông tin mà nhận được thì anh nghĩ là thiệt. Và
nó đúng với cái chia sẻ của các cầu thủ khi nói về huấn luyện viên Cao Tí Sắc. Có lẽ là sau cái trận đấu mà thua câu lạc bộ Công an Hà Nội 0-3 thì huấn luyện viên Cao Tí Sắc rất lo cho hàng tấn công chứ không phải là lo cho hàng phòng ngự, mặc dù là để thủng lưới 3 bàn. Tại vì Hoàng Anh Gia Lai nếu không đá tấn công thì rất khó giữ được cái bản sắc của đội bóng. Thà là tấn công rồi thua thì cũng phải chịu, nhưng mà tấn công để tìm kiếm bàn thắng thì có thể dùng tấn công để bù cho cái phòng ngự. Có lẽ vẫn là một cái tiêu chí mà huấn luyện viên Cao Tí Sắc luôn theo đuổi trong suốt cái sự nghiệp từ lúc cầu thủ cho đến lúc làm huấn luyện viên. Và có lẽ là cái mong muốn của huấn luyện viên Cao Tí Sắc đã được truyền đạt đến cho ban lãnh đạo. Cho nên là sau cái thất bại này thì Bầu Đức một lần nữa buộc phải chiều chuộng huấn luyện viên Cao Tí Sắc bằng việc yêu cầu ban lãnh đạo là làm việc lại với cái trường hợp của John Clay để có hai tiền đạo ngoại, và đồng thời là giải phóng bớt cái gánh nặng cho những cầu thủ khác như là Quốc Việt, như là Đinh Thanh Bình, như là Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang. Nhưng tất nhiên lúc này thì nếu xảy ra cái trường hợp là John Clay gia nhập câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhưng mà Pape Diakite chia tay thì điều này đồng nghĩa là hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai sẽ bị mỏng đi rất là nhiều. Tất nhiên là ở cái khía cạnh mà lạc quan nói thì đây lại là cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở hàng phòng ngự, chẳng hạn như là trung vệ Văn Triệu. Văn Triệu thì cũng chơi ở khoảng 15 phút cuối của hiệp 2 trận thua Công an Hà Nội. Và ở mùa giải năm ngoái thì Văn Triệu cũng đã được huấn luyện viên Cao Tí Sắc sử dụng. Cho nên là bây giờ là cơ hội rất là lớn để cầu thủ có chiều cao ấn tượng này có thể là ra sân để chơi cùng với một người đồng đội ở nước ngoài, đó là Jairo Finho. Và hy vọng là không quá tệ cho hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai, chứ nói thiệt là vẫn rất là lo khi mà nhìn vào những gì mà hàng phòng ngự của đội bóng phố núi phải đối mặt ở những cái trận đấu vừa qua, thì chúng ta cũng thấy là lo cho cái hàng phòng ngự của đội bóng phố núi. Lúc này thì mình sẽ chờ cái thông tin nếu như là khi nào mà chính thức chốt hợp đồng với John Clay và chia tay Pape Diakite thì mình sẽ nhờ cộng tác viên ghi lại những cái thước phim để gửi đến cho quý khán giả. Rất là cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi cái phần điểm tin của Vlog ngoài đường pit, và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho mình xin một like, share và subscribe cho kênh. Xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Xin cảm ơn Lop Manto đã đồng hành cùng Vlog ngoài đường pit trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau tương tác luôn. Sửa chữa lớp Manto, ứng cái bụng, free dọc lâu. Xin chào bạn Nghĩa Đạt, bạn Lê Huỳnh Tấn. Xin chào bạn Thu Diễm, bạn Gieo Nhật Minh, bạn Trung Trương. Anh biết Tây nào về Sông Lam Nghệ An không? Đó thì như cái chia sẻ đó, thì nghe nói là Success. Rafael Success là cầu thủ mà có cái mái tóc rất là dễ nhận ra. Bạn ấy nhuộm, chơi một cái chỏm tóc và nhuộm màu bạc, rất là nổi bật. Cầu thủ này thì tuy là chiều cao không quá ấn tượng, nhưng mà bù lại là cái sức khỏe và cái kỹ thuật của bạn ấy, nên là ở những cái mùa giải, ở những cái trận đấu ở mùa giải năm ngoái của câu lạc bộ Công an Hà Nội thì Success đóng vai trò như là một cầu thủ hộ công rất là hay, và kể cả thời điểm mà được đá cắm thì bạn ấy cũng thể hiện được cái năng lực và đóng góp những cái bàn thắng rất là quan trọng cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Như là mình đã nói, Olaha vẫn là linh hồn trong lối chơi của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, mặc dù là chúng ta cũng thấy là cầu thủ của Sông Lam Nghệ An thì có tuổi đời còn rất là trẻ. Tuy nhiên là nếu mà có Olaha gắn team thì đội bóng này có lẽ cũng không phải sợ đối thủ nào cả. Bây giờ lại còn có thêm sự, nếu mà chắc chắn là Success mà về thì là Olaha sẽ được chia lửa và hàng tấn công của Sông Lam Nghệ An sẽ chơi rất là đáng gờm. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Xin chào bạn Vũ Nhật Minh, anh like sớm thế, chưa hết giờ hành chính mà. Anh làm gì có giờ hành chính. Còn em nói giờ khán giả là đang ở trong giờ hành chính đang đi làm đúng không? Không sao, một chút nữa hết giờ thì mọi người có thể lên để xem lại mà, tranh thủ. Có gì nhờ Minh xử lý giùm anh các cái clip về trận đấu giữa câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định nha. Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Em đi Nam Định thì hỗ trợ cho anh đoạn clip này. Cảm ơn Minh rất là nhiều. Xin chào bạn
thi đồng Peru. Clay về Hoàng Anh Gia Lai rồi, ngoại binh nào ra đi và anh Dũng vẫn đang trong giai đoạn là thương thảo hợp đồng, chưa có gì là chắc chắn. Nhưng mà Diakite, tại vì Diakite thì chính xác là vào tháng 11 này là bạn ấy hết hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, thì có khả năng nếu mà gia hạn hợp đồng để đá mùa giải thì cũng được. Nhưng mà lúc này thì Bầu Đức đã muốn đáp ứng cái nguyện vọng của huấn luyện viên Katisak, đó là tăng cường cái sức tấn công cho Hoàng Anh Gia Lai. Chứ còn nếu chỉ phòng ngự hoài, có thể là hai ngoại đi chắc chắn, nhưng mà nếu chỉ biết phòng ngự thì không phải là bản sắc của Hoàng Anh Gia Lai. Mà thứ hai nữa là hàng công mà lại không tạo ra đột biến thì hàng thủ cũng khó mà đứng vững nổi trong 90 phút. Có lẽ là một cái suy nghĩ mà mình nghĩ rằng là cũng đúng đối với anh Katisak. Xin chào bạn Việt Nguyễn, xin chào bạn Thế Thuận TV. Anh ơi, Hoàng Anh Gia Lai có phải thay ngoại binh không anh? Xin chào bạn Vũ Thanh, chào anh Dũng. Mong Hoàng Anh Gia Lai thay đổi vì người hâm mộ, chứ đá vậy người hâm mộ buồn lắm. Thực sự thì chúng ta cũng hiểu được là với cái lực lượng tình hình như thế này thì Hoàng Anh Gia Lai không hy vọng gì. Nói tóm lại là sẽ đua trụ hạng mà thôi. Nên là cứ phải xác định tinh thần như vậy. Chứ về lực lượng và về con người như vậy thì không có hy vọng để mà đua bất kỳ một cái vị trí nào trong top 5 cả. Xin chào bạn Trịnh Đình Trịnh, bạn Thế Phương. Xin chào bạn Minh Trí, bạn Lê Huy. Xin chào bạn Quỳnh Trang. Bạn Phong Trần, nếu Ronaldo giải nghệ rồi thì biết đời nào mà cầu thủ nào mà theo kịp quả bóng vàng với Messi nữa. Thực sự thì mình nghĩ là có lẽ với cái sự cạnh tranh của hai ngôi sao này thì mình nghĩ đẹp nhất có lẽ họ sẽ lựa chọn giải nghệ ở trong cùng một năm, cùng một thời điểm thì mình nghĩ là hợp lý nhất. Với cả hai thì đều là những cái biểu tượng của bóng đá thế giới rồi. Rất là tuyệt vời. Xin chào bạn Tùng Vũ. Diakite trên trang có nhân có share lại thông tin cùng biểu tượng mặt cười, không rõ là thế nào anh ơi. Như mình đã nói, vẫn đang trong giai đoạn là thương thảo, nên là chúng ta sẽ cùng chờ xem cuối cùng thì sự lựa chọn cuối cùng sẽ là như thế nào. Xin chào bạn Đức Huỳnh. Thay ông Martin không thay Diakite đá ổn mà, không hiểu. Martin đá cũng ổn, tương đối là ổn. Vấn đề là bạn ấy vẫn chưa thể thích nghi và hòa nhập liền, nên là vẫn cần thêm thời gian để chờ xem là như thế nào. Nói chung là sự lựa chọn cuối cùng thì chúng ta sẽ có từ ngày hôm nay, như ngày hôm qua thôi. Ngày hôm qua cho đến ngày thứ năm này. Ngày thứ sáu Hoàng Anh Gia Lai thi đấu rồi, làm gì còn thay đổi được, đúng không ạ? Cho nên là đến ngày thứ năm là sẽ có câu trả lời cuối cùng thôi. Nhưng mà mình cũng đã nghe một số những cái thông tin xác nhận là sẽ thay Diakite. Xin chào, con chào chú Trần Đình Tâm. Xin chào bạn Nguyễn Văn Giáp. Bạn Trần, có thêm nhà tài trợ đồng hành cùng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phải không anh Dũng? Đúng rồi em, sẽ có thêm một nhà tài trợ mới. Ngày 2 tháng 11 thì sẽ có một buổi lễ ra mắt trang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, từ phía nhà tài trợ và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên là các cầu thủ cũng như là huấn luyện viên, có thể là anh Katisak thì không rõ, nhưng mà các cầu thủ thì họ sẽ ở Bình Định chứ họ không có đi dự cái lễ ra mắt nhà tài trợ. Chỉ có ban lãnh đạo thôi và nhà tài trợ của câu lạc bộ, nhà tài trợ mới. Thì đây cũng là một cái thông tin vui cho Hoàng Anh Gia Lai. Ngân hàng Liên Việt sẽ là nhà tài trợ, cùng với Carabao. Như vậy là Hoàng Anh Gia Lai có tới hai nhà tài trợ khủng. Thực sự là đúng là khủng, rất là khủng. Và như vậy thì các cầu thủ họ có thể yên tâm để tiếp tục thi đấu cống hiến ở mùa giải năm 2023-2024 rồi. Xin chào bạn Nguyễn Khánh Đăng. Chào Dũng, lâu mới xem online. Dạ Dũng xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào bạn PAT. Việt Nam đá với Philippines vòng loại World Cup, sân cỏ tự nhiên hay nhân tạo vậy ạ? Năm ngoái Việt Nam đá với Sinh, sân cỏ nhân tạo khó ăn họ.
Sân cỏ nhân tạo em ạ, xin được chia sẻ với em là cái sân Rizan Memorial nó là sân cỏ nhân tạo. Tuy nhiên là cái sân này thì cầu thủ Việt Nam của chúng ta đá rất nhiều rồi. Ở bên Philippines thì họ thường là dùng cái sân cỏ nhân tạo thay cho cái sân cỏ thường. Lý do là vì cái điều kiện của cái đất nước họ, những cái cơn mưa bão rồi nước ngập lũ lụt này nọ, nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái quốc gia của họ. Cho nên là họ thường là lựa chọn những cái giải pháp làm sao để giảm thiểu các cái thiệt hại lớn nhất do thiên nhiên gây ra. Sân bóng là một ví dụ như vậy. Nên là dùng cỏ nhân tạo thì chắc chắn là không sợ mưa gió bão bùng gì rồi. Cũng đành phải chấp nhận thôi. Thứ hai nữa là cầu thủ Việt Nam mình thì cũng chẳng xa lạ gì với sân cỏ nhân tạo cả. Cho nên là cũng không có gì là quá khó khăn. Ở trên màn hình là lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam vào tháng 11 với hai trận đấu được xác định giờ và sân thi đấu rất là rõ ràng để quý khán giả có thể nắm và tranh thủ đặt vé. Vừa rồi thì có một số khán giả có hỏi Dũng là có cho đặt tour đi Philippines hay không. Thì Dũng nói là hiện tại Dũng đang tìm kiếm những cái đơn vị kinh doanh về du lịch ở bên Philippines để hỗ trợ cho mình trong cái tour này. Nếu mà họ đảm bảo được các cái yếu tố về ăn ở, di chuyển cũng như là đảm bảo được an toàn thì mình sẽ ok tổ chức cái tour. Yêu cầu với khán giả mà muốn tham gia tour du lịch bóng đá ngoài đường pitch đó là phải có passport, có thời hạn 8 tháng hay 6 tháng gì, 8 tháng. Cứ trên 8 tháng đi cho chắc. Thì xin được chia sẻ cùng với quý khán giả, nhớ là có passport nha, tức là hộ chiếu trên 8 tháng, còn thời hạn trên 8 tháng thì sẽ đồng hành với tour được. Về chi phí thì dự kiến là khoảng 20 triệu cho 4 ngày, 3 đêm, tầm đó. Lúc này thì giá vé máy bay nó đang tăng cao quá, nên là mình để mình xem lại, xem là mới dự kiến là khoảng 20 triệu thôi. Chứ còn lúc này thì riêng cái giá vé đã là 13 triệu rồi. Giá vé đi Philippines, đi về khứ hồi, đi từ Sài Gòn, mình không nhận khách từ Hà Nội. Khách nào từ Hà Nội thì chịu khó bay vô Sài Gòn nếu muốn đi cùng với đoàn. Xin được chia sẻ. Chứ nếu mà chuyến bay từ Hà Nội bay sang thì giá vé khứ hồi đã gần 20 triệu, rất cao, không đi được. Xin chào bạn Trịnh Đình Đình. Vòng 3 V-League hôm nào đá vậy em ơi? Dạ, vòng 3 V-League bắt đầu từ ngày thứ 6, thứ 7 và ngày chủ nhật này, với các trận đấu lần lượt như sau. Thứ 6 vào ngày 3 tháng 11 này thì là trên sân Thiên Trường vào lúc 18 giờ là Thép Xanh Nam Định đối đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng 18 giờ trên sân Quy Nhơn là câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định sẽ gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy là Công an Hà Nội đối đầu với Hà Nội FC. Trận Công an Hà Nội với Hà Nội FC chính là trận cầu tâm điểm nhất của vòng 3 V-League, một trận đấu quá hấp dẫn, siêu thú vị và rất là đáng để chúng ta chờ đợi. Còn vào ngày thứ 7, ngày 4 tháng 11 thì trên sân Hòa Xuân vào lúc 17 giờ thì Quảng Nam sẽ tiếp đón câu lạc bộ Khánh Hòa. 18 giờ trên sân Bình Dương thì BKMX Bình Dương đối đầu với câu lạc bộ Hải Phòng. 18 giờ trên sân Thanh Hóa thì Đông Á Thanh Hóa gặp câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy thì câu lạc bộ Viettel gặp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Còn vào ngày đá vào ngày thứ 6 và thứ 7 thôi. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Mình nhầm, cứ theo cái thói quen quán tính là 3 ngày. Xin chào bạn Trần N. Trần, nếu xảy ra là đúng, rất đúng như mong muốn của mình. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Trần N. Trần. Xin chào bạn Anh. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam làm huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội rồi. Đúng rồi, xin cảm ơn chia sẻ của bạn Anh. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng chia sẻ ông khá là bất ngờ khi nhận được cái quyết định của câu lạc bộ Hà Nội. Vì trước đó thì sau khi mà huấn luyện viên Bozida Bandovic chia tay câu lạc bộ Hà Nội thì huấn luyện viên Lê Đức Tuấn lên và đã có rất là nhiều những cái thông tin về việc là Hà Nội FC họ sẽ chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị để mà đưa huấn luyện viên Gomo Kyun về, thậm chí là đã tuyển cả phiên dịch. Nhưng cuối cùng thì ban lãnh đạo đã quyết định, đã thống nhất vào tối ngày hôm qua là thông báo luôn cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam là nhận nhiệm vụ làm huấn luyện viên trưởng. Cho nên là ông cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam thì cũng rất là thú vị rồi. Người đã đưa cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta giành cái ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia trong một cái giải đấu vô cùng là cảm xúc và đáng nhớ. Một năm sau, tức là mới cách đây chưa lâu, thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã thành công trong cái việc là bảo vệ cái tấm huy chương vàng, cái ngôi vô địch của giải U23 Đông Nam Á tại Thái Lan.
có thể nói là anh Đinh Thái Nam cũng đã mang lại rất là nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá, nhất là trong cái giai đoạn mà dịch Covid-19 nó vẫn còn đang ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống bóng đá của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đó. Bây giờ thì anh ấy sẽ nhận nhiệm vụ ở Hà Nội FC, phải nói là rất là thú vị, rất là tuyệt vời. Xin chào bạn Thành Tâm. Tôi mới vào, thế tình hình Hoàng Anh Gia Lai thay ngoại binh thế nào đấy anh? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Thành Tâm. Lúc này thì đang là thông tin đồn, dạ đang là thông tin đồn là Pape Diakite sẽ ra đi, còn John Clay, tiền đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở mùa giải năm ngoái thì sẽ gia nhập để đá cặp tiền đạo cùng với Martin Zida của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Còn ở trung vệ thì sẽ chỉ sử dụng một tay mà thôi, đó là Jairo Finho. Xin chào bạn Quang Ngọc, chào anh Dũng. Sáng nay đọc tin thì Messi nhận được quả bóng vàng lần thứ 8. Em là fan của Messi nên em rất vui. Đúng rồi Ngọc ơi, anh cũng là fan của Messi. Xin chào bạn Nga Trần, xin chào bạn Nguyễn Văn Giáp. Tiền đạo Hà Nội, tiền đạo ngoại đòi lương cao quá cho nên Hoàng Anh Gia Lai không biết có đáp ứng được không. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Giáp. Xin chào bạn Đinh Huấn. Messi 34 tuổi vô địch World Cup mà Việt Nam ta lo cầu thủ lớn. Mà Việt Nam ta lo cầu thủ lớn tuổi ở World Cup 2026. Cầu thủ trẻ đã đá chán không ăn thua. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Đinh Huấn. Xin chào bạn Tin Tin. Chịu đá cũng tốt nhưng cơ bản lực lượng Hoàng Anh Gia Lai mỏng quá, mất Diakite cũng căng đấy. Đúng rồi, hoàn toàn là chính xác. Xin chào bạn Nga Trần, huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt Hà Nội FC hả anh? Đúng rồi em ạ. Xin chào bạn Thông Trần, chào nhà báo. Tôi đang làm công ty ở Bình Dương và rất thích nghe chương trình Vlog ngoài đường pit. Tôi vừa kêu gọi 500 anh em trong công ty đăng ký kênh cho nhà báo rồi nhé. Chúc nhà báo mạnh khỏe và vui vẻ. Dạ, em xin cảm ơn anh Thông Trần rất nhiều ạ. Dạ, 500 anh em lần hả anh? Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin chào bạn Nguyễn Thị Kim Ngọc. Bạn Phương Vũ, hôm em đi xem Viettel đá với Công an Hà Nội, bóng đến chân xuất xét là auto có bàn. Thế mà năm nay lại đi. Chứng tỏ là Công an Hà Nội về lực lượng của họ là nhiều. Thứ hai là về dàn cầu thủ ngoại, chất lượng của họ, họ có nhiều sự lựa chọn. Có tiền là một. Thứ hai là họ có anh Trần Tiến Đại, một người quá rành trong giới mua sắm ngoại binh rồi. Cho nên là cái chuyện mà kiếm được những ngoại binh chất lượng đối với anh Đại không phải là vấn đề quá khó. Cho nên là cỡ John Clay hay là Success, hai người mang lại rất nhiều thành công cho Công an Hà Nội mà sẵn sàng cho đi thì chúng ta phải hiểu được là sự tự tin của họ lớn đến mức nào. Xin chào bạn Lê Nguyễn. Lê Văn Sơn đã đi câu lạc bộ nào rồi Dũng ơi? Dạ không ạ, Lê Văn Sơn là đá cho Hoàng Anh Gia Lai ạ. Bạn ấy bị treo giò hai trận vì cái trận đấu với Sông Lam Nghệ An ở trận đấu cuối cùng của mùa giải năm ngoái thì Lê Văn Sơn bị thẻ đỏ trực tiếp và bạn ấy bị treo giò hai trận. Đến vòng đấu này thì Lê Văn Sơn mới có thể quay trở lại để thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai được. Xin chào bạn Gieo Nhật Minh. Chiều nay có trận đấu câu lạc bộ Đà Nẵng với Trường Tươi Bình Phước, mới đáng xem ha anh Dũng. Xin cảm ơn em. Xin chào bạn Phong Trần. Ôi trời. Dạ xin lỗi quý khán giả một chút ạ, tín hiệu mạng bị gián đoạn. Hú hồn thiệt. Đang live thì bị gián đoạn cái livestream một chút, nó bị mong nó bị lắc một xíu, rớt mạng. Mong quý khán giả thông cảm cho vlog này được biết ạ. Chúng ta lại tiếp tục ạ. Nó bị trôi cái câu luôn rồi. Dũng đọc tiếp theo vậy. Xin chào bạn Quỳnh Trang, bạn Phong Trần. Nếu Ronaldo giải nghệ rồi thì biết đời nào mà các cầu thủ có thể theo kịp quả bóng vàng với Messi nữa.
Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Câu này hình như Dũng cũng đọc rồi. Xin chào bạn Đinh Huấn. Chiến lược VFF đặt mục tiêu sai khi đưa lứa U20 lên đá ASEAN và giao hữu quốc tế, khi các cầu thủ giỏi thì không gọi. Xin chào bạn Thu Sang. Theo ý kiến chủ quan của tôi, bộ sậu câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã quá phụ lòng bầu đức. Với thành tích kém cỏi và tinh thần uể oải hiện tại như vậy, đừng đưa ra lý do bào chữa vì mỗi câu lạc bộ có hoàn cảnh khác nhau. Và xin cảm ơn chia sẻ của anh Thu Sang. Xin chào bạn Jayden, John Clay về Hoàng Anh Gia Lai chưa áp? Chưa, vẫn còn đang trong giai đoạn đàm phán hợp đồng, mới là thông tin sơ bộ. Nếu mà John Clay về và Pape Diakite chia tay thì thực sự là sẽ tạo nên một cái đội hình tấn công thiên về tấn công rồi đó. Chúng ta cũng thấy là rõ ràng là bầu Đức một lần nữa lại chiều theo cái nguyện vọng của huấn luyện viên Katisak. Anh Sắc có lẽ là cảm thấy rằng là sức mạnh của hàng công là chưa đủ, cần phải tăng cường thêm chất tấn công, cho nên là bổ sung một ngoại binh và sẵn sàng là chấp nhận hàng phòng ngự sẽ bị mỏng đi khi mà thiếu Diakite. Nhưng mà rõ ràng là anh Katisak anh ấy luôn thích cái lối chơi tấn công. Một lần nữa thì bầu Đức đáp ứng được cái nguyện vọng đó thì quá là tốt cho anh ấy. Xin chào cô Đỗ Hiệp ạ, con chào cô. Dạ con cảm ơn cô. Mong Hoàng Anh Gia Lai có thay đổi về cầu thủ để có kết quả tốt hơn. Dạ. Xin chào bạn phim của tôi. Câu lạc bộ có quyền sử dụng sân để cho bên khác thuê không anh? Câu lạc bộ không em. Câu lạc bộ không có quyền cho thuê. Mà đây là sân là thuộc về nhà nước và thuộc về sở. Ban ngành thì phải đi xin sở hoặc là đặt thuê bên đó hoặc là làm việc như thế nào đó. Nó có bản bao giờ cũng vậy. Cái đầu tiên là làm việc với ban quản lý sân. Ban quản lý sân họ sẽ báo cáo lại cho sở để xin cái chỉ đạo, chỉ thị. Chứ còn các câu lạc bộ thì không được sở hữu. Hoàng Anh Gia Lai là một trường hợp. SHB Đà Nẵng là trường hợp. Sân Hàng Đẩy thì cả nhà cũng thấy đó. Tức là cả ba câu lạc bộ đều thuê một sân để đá được. Cái này cứ làm việc với bên sở thôi. Miễn là bên ban quản lý sân họ trả lời với sở là đáp ứng được cái công năng thì họ sẽ cho thuê. Vậy thôi, không vấn đề gì. Hiện tại thì có lò lò đào tạo PVF, đội PVF Công an Nhân dân thì có cái sân Phố Hiến. Đó là sân của họ, nằm ở trong khuôn viên luôn. Tuy nhiên là đáp ứng đá được giải hạng nhất thôi, chứ lên V-League thì cũng khó. Xin chào bạn 14 củ tỏi. Năm sau là AFF Mitsubishi Electric Cup 2024 phải không anh? Ừ, đúng rồi em. Giải đấu thì diễn ra vào năm sau theo cái năm chẵn. Cứ AFF Cup thì là năm chẵn, còn SEA Games là năm lẻ. Xin chào bạn Chiêu Viên. Mong tâm lý các cầu thủ ổn định trở lại. Vừa qua thấy thương quá anh Dũng. Xin cảm ơn chia sẻ của Chiêu Viên. Xin chào bạn Jayden. Bầu Đức bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai rồi hả? Đúng rồi bạn, bán lâu rồi. Thực ra thì báo chí chỉ mới công bố thông tin thôi, chứ trước đó thì đã bán rồi. Và Hoàng Sinh Gia Lai là đơn vị mua lại cái khách sạn đó. Cho nên là đợt rồi thì đoàn của mình khi ở thì là mới nói với nhau là thôi cố gắng là chụp mấy cái hình ảnh để làm kỷ niệm, để biết đâu là sau này sẽ đổi tên. Tất nhiên là bọn mình vẫn khi đoàn du lịch lên thì có thể vẫn sẽ ở đó hoặc là tìm kiếm một khách sạn khác. Tại vì có nhiều thành viên trong đoàn nói là có lẽ là nên đổi phong thủy, không nên ở khách sạn này nữa. Tại vì ở khách sạn này mà đội thua hoài, đoàn mình kiếm mấy khách sạn khác nhỏ hơn, hẹp hơn chút cũng được, chấp nhận. Nhưng mà đội thắng để xem có đổi phong thủy được không. Thì mình cũng bảo ok, vậy thì mấy bữa nữa em lại đổi khách sạn. Gì chứ trên Gia Lai thì muốn ở đâu chả được. Xin chào bạn Manzaha. Trần Gia Huy, Hoàng Anh Gia Lai cho mượn hay bán luôn vậy bạn? Trần Gia Huy. À, Gia Huy của Hòa Bình đúng không? Gia Huy của Hòa Bình thì có lẽ là vẫn còn hợp đồng. Có vẻ vẫn còn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. À nhầm, đâu có.
Nhầm nhầm nhầm, Dũng nhầm. Trần Gia Huy là thuộc Nutifood, sorry sorry. Bàn giao qua bên kia rồi là coi như là đứt đoạn rồi. Là thuộc về Nutifood. Sorry sorry. Xin chào bạn Cúc Hoàng, mong câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thi đấu tốt trong mùa giải mới nếu như nay cái tín hiệu mạng nó là sao á cả nhà. Lắc kinh khủng. Xin chào bạn chị Phạm Thơm. Các cầu thủ nhận lương ở câu lạc bộ có bao gồm tiền ăn không? Dạ không ạ. Tiền ăn thì họ giao cho bếp chứ ạ. Bếp sẽ nấu ăn cho các cầu thủ thôi. Xin chào bạn Hùng Nguyễn, bạn Nguyễn Văn Trí. Câu lạc bộ Công an Hà Nội có huấn luyện viên mới rồi Hà Dũng? Dạ chưa. Lúc này thì đang đàm phán với huấn luyện viên Gomo Kyun, chờ chốt lại những cái cuối cùng trước khi mà thông báo. Nên là đó là lý do mà có nhiều người nói là chốt rồi, ký rồi, sơ bộ rồi. Thì đúng là sơ bộ thì ai mà chẳng ký, đã ký với ông Manopolkin sơ bộ luôn rồi, còn gì. Nhưng mà cuối cùng là lựa chọn cuối cùng thôi. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là cuối cùng thì có cú quay xe nào nữa hay không. Hay là cuối cùng là sẽ thông báo chính thức. Hôm nay thì nghe nói là mời huấn luyện viên Gomo Kyun đến đại bản doanh của câu lạc bộ để tham quan. Rồi sẽ tính tiến tới thêm một bước nữa để xem cuối cùng là bước tới bước nào thôi. Xin chào bạn Nguyễn Hùng, bạn con bạn Đình Bảo, thay Kia Tisak bằng hai cầu thủ nội chất lượng hay thấy Kia Tisak cái gì? Thay Kia Tisak bằng hai cầu thủ nội chất lượng hay một ngoại chất lượng thì hay hơn anh Sắc, để anh Sắc về Thái Lan làm đội tuyển đi. Sao một cái câu hỏi gì mà vô duyên quá vậy bạn? Con chào chú Trương Tấn Tài. Chào Dũng, chúc gia đình con mạnh khỏe, gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Dạ con cảm ơn chú Trương Tấn Tài rất nhiều. Xin chào bạn Zeom Nhật Minh. Anh Dũng, sao huấn luyện viên Zico không gọi mấy cầu thủ mà câu lạc bộ cho mượn về để cho đội dày đội hình anh Dũng ạ? Xin cảm ơn em. Cái này là tùy vào quan điểm thôi. Có lẽ anh Zico anh ấy cũng không muốn. Anh ấy cũng không muốn. Vì anh ấy có thể nghĩ đến cái các cầu thủ đó nữa. Anh ấy nghĩ rằng là họ đi thì họ được đá nhiều, thì họ có cơ hội để có cái thu nhập tốt. Nếu ở câu lạc bộ mà không sử dụng thì có lẽ anh ấy cũng cảm thấy rất là áy náy. Cái này thì anh Sắc anh ấy cũng đã từng nói rồi. Ngay cả trong đội hình hiện tại 25 cầu thủ mà Hoàng Anh Gia Lai đăng ký thì cũng có những cái cầu thủ mà phải nói thiệt là nhiều người nhận định là nói là các cầu thủ này chỉ đủ để trình để đá mấy đội ở giải hạng nhất thôi, chứ làm sao mà đá ở V-League được. Thế nhưng mà anh Sắc anh vẫn đăng ký. Vì đơn giản là thực ra thì anh ấy là dân trong nghề, anh ấy nhìn là biết các bạn ấy có đáp ứng được hay không. Nhưng mà anh ấy vẫn lựa chọn các bạn ấy. Bởi vì anh ấy có nói một câu là nếu không đăng ký cho các bạn ấy đá ở mùa giải thì các bạn ấy lấy thu nhập ở đâu ra mà sống, rồi lấy tiền đâu ra mà nuôi gia đình. Cho nên là anh ấy đăng ký cho các bạn ấy. Và tùy phụ thuộc vào từng trận đấu mà sẽ trao cơ hội để cho các bạn ấy tiến bộ lên. Vậy thôi. Chứ bây giờ đúng là chúng ta chỉ ở nhìn ở một cái góc nhìn, đó là kết quả cuối cùng mà thôi. Nhưng trong cả một cái quá trình để tạo nên cái kết quả, nó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Mà chỉ có những cái người ở trong cuộc á, và ở trong từng hoàn cảnh họ mới có được, đưa ra được những cái giải pháp, và họ mới có cái góc nhìn nó chính xác nhất về cái cuộc sống là nó là như vậy. Đúng không? Chúng ta cứ nghĩ là chỉ đi thẳng đến một cái đích, nhưng mà trên cái con đường đến cái đích đó nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta làm không khéo thì nó lại dở. Nhưng mà chúng ta làm khéo thì ngay trên cái đường đó, cái thành công nó đã đến ngay trên cái con đường đó rồi, chứ không phải là cái đích đến cuối cùng. Và anh Sắc thì anh đang lựa chọn cái cách làm như vậy. Tức là ngay trên cái chặng đường đó có thể là chưa chắc đã đi đến được cái thành công cuối cùng đâu, nhưng mà trên cái chặng đường đó anh ấy có những cái ứng xử để làm sao khi tất cả mọi người nghĩ về ông huấn luyện viên này là cầu thủ họ yêu quý, đồng nghiệp họ mến mộ và người hâm mộ là nể. Đó là các cái
cái cách làm của anh kia thì sắc anh lựa chọn như vậy. Chứ còn nói thiệt là đó, chúng ta cũng thấy là sẵn sàng có những cầu thủ không đủ chất lượng là loại thôi, chia tay. Đội bóng giữ làm gì? Tốn tiền nuôi cơm. Đó, ai cũng có suy nghĩ đó thì làm sao mà có được Kiatisak. Xin chào bạn Chiêu Viên. Nghe anh Minh Hải nói câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nợ tiền lót tay và lương của Tuấn Anh, nên Tuấn Anh muốn ra đi để có tiền mua nhà và cưới vợ, có thể ra đi bằng pháp lý. Chuyện này mong là không bao giờ xảy ra anh Dũng. Dũng không rõ về chuyện tiền bạc. Tất cả Dũng nghe những cái lời đồn, và những lời đồn này đến từ những người mà Dũng thực sự chưa bao giờ Dũng tôn trọng họ một chút nào. Mình không bao giờ tôn trọng họ một chút nào. Ở đây không phải là nói về anh Minh Hải. Anh Hải cũng nghe từ những người này, chắc chắn những người này phá đội bóng. Mình không bao giờ mình tôn trọng những người như vậy. Bằng mặt, bằng lòng, gặp ở ngoài thì cũng cười nói, nhưng mà không bao giờ mình có một sự tôn trọng nào cho những con người đó. Mình biết những người đó là những người mà dùng những cái thông tin để phá đội bóng. Không chỉ là Hoàng Anh Gia Lai, nhiều đội bóng khác mình biết họ phá. Họ phá chỉ để đạt được cái mục tiêu cuối cùng của họ thôi, là đẩy giá và đưa các cầu thủ đó ra đi để chuyển nhượng đến những đội bóng mới, mang tiếng là làm hết mình cho cầu thủ. Thực ra đời nó bạc bẽo lắm, và đời nó có cái gọi là cái nhân quả. Nhân quả nó rất là rõ. Chơi như vậy sau này sẽ gánh cái hậu quả sớm thôi. Xin chào bạn Thế Thuận TV. Nếu thay trung vệ ngoại ra, em nghĩ thay Zairo chứ Diakite chơi ổn mà. Xin chào bạn Đinh Huấn. Nói chung World Cup 2026 mà đá như giao hữu vừa rồi thì khó lắm. Thua mà không ghi nổi bàn nào. Xin chào bạn Từ Quyên. Chào Dũng, anh thấy cầu thủ ngoại đầu mùa cùng Hoàng Anh Gia Lai đá giao hữu thấy vẫn còn ở lại Hoàng Anh Gia Lai mà. Thấy đi xem Hoàng Anh Gia Lai đá. Dạ đúng rồi. Giao Mario. Dạ xin lỗi. Giao Mario. Bạn ấy thì chưa có về. Bạn ấy thực sự là vẫn ở Gia Lai để tập, duy trì phong độ, để mà khi mà đến cái thời điểm mà bắt đầu chuyển nhượng á, ở cái giai đoạn lượt về á, tức là ví dụ lượt đi là có 14 vòng đấu đi, thì đến khoảng vòng 12 là bắt đầu là các đội bóng được phép tìm kiếm ngoại binh để thay thế rồi, thì là bạn đó bạn sẽ đi để thử việc. Bạn này thì thuộc biên chế của một công ty môi giới, và công ty môi giới thì cũng có mối quan hệ với bên Hoàng Anh Gia Lai, cho nên là gửi lại để cho bạn ấy được ăn tập ở lại cùng với đội. Tất nhiên là trả một phần chi phí, nhưng mà không sao cả, cho bạn ấy ăn tập chung cũng vui. Thứ nhất là có thêm người tập luyện, thứ hai là bạn ấy cũng hòa nhập. Có thể là biết đâu là sau này càng lúc càng ăn ý thì sao, là đến giai đoạn được về anh sắc anh ấy không hài lòng với ai, anh ấy có thể lấy lại bạn này. Hoặc là cũng có thể bạn này bạn ấy tự tin hơn, thì bạn ấy sẽ hướng tới đi tìm kiếm những cái đội bóng khác để bạn ấy thử việc và thành công thì sao. Thì lúc đó Hoàng Gia Lai cũng rất là vui vì giúp cho bạn ấy được mà. Xin chào bạn Nguyễn Văn Lanh. Theo tôi thay Diakite là quyết định sáng suốt của Kiatisak. Xin chào bạn Nguyễn Thị Kim Phụng. Chào cháu Dũng. Mong câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đạt kết quả tốt trong các trận sau. Chúc Kiatisak chỉ đạo Hoàng Gia Lai chiến thắng. Chúc Tuấn Anh, Minh Vương, Châu Ngọc Quang tạo nên kỳ tích. Con nói thiệt là năm nay thì Hoàng Gia Lai phải lo đua chủ hạng. Cái trận đấu với Quy Nhơn Bình Định tới đây là mệt mỏi lắm. Kiếm được một điểm ở sân Quy Nhơn thôi cũng đã rất là khó. Mùa trước cũng thua, mùa trước nữa cũng thua. Không dễ đâu. Cho nên là chỉ đợi là đến một cái giai đoạn, tức là đội tuyển tập trung á, rồi là tới ngày 25 tháng 11 mới đá tiếp á, là hai tuần đó anh Kiatisak sẽ giúp cho các cầu thủ họ tạo được cái sự kết dính và tăng thêm cái nền tảng thể lực tốt hơn. Xin chào bạn Thành Nguyễn. Diakite ra đi hả anh? Diakite là hết hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai, sắp hết hợp đồng với Hoàng Gia Lai, cho nên là có khả năng là bạn ấy sẽ là người chia tay đó. Và như vậy thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ dùng hai tiền đạo ngoại và một trung vệ nội thôi, một trung vệ ngoại thôi là Zairo thôi.
Xin chào bạn là Lê Tự Đức. Mình ở Gia Lai đăng ký đi phi thì gọi cho Dũng hỗ trợ nha. Dạ vâng, anh cứ gọi. Nhưng mà khoan ạ, tại vì em phải kiếm được đối tác ở bên phi đã. Em đang nhờ một người bạn cũng là Hoàng Anh Gia Lai trước đây. Đó là người thầy dạy tiếng Anh của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Đó là anh chàng sống ở thầy giáo ở Philippines, người Philippines. Thì anh ấy đang nói Dũng là để anh kiếm giới thiệu mấy người bạn làm cái mảng du lịch của Việt Nam mình để mà hỗ trợ. Dũng nghĩ là đoàn có lẽ cũng không cần phải đi đông quá, bởi vì thực ra thì chủ yếu là ai mê đá banh thì đi, với lại đi du lịch thì Dũng không có đi nhiều, đợt này không có đi nhiều đâu, chủ yếu là tập trung để đi làm thông tin, cho nên là di chuyển cũng ít, ở vòng vòng Manila thôi. Có gì Dũng sẽ thông báo cụ thể sau khi mà làm việc được, phải có đối tác ở bên đó đã. Ở bên Thái, thực sự là bên Thái, bên Cam, bên Lào rất là dễ. Nhưng mà Philippines thì Dũng đi Philippines nhiều rồi, thì chắc chắn là không lạ gì. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là ở bên đó thì cái an ninh nó không tốt. An ninh không tốt bằng là ở Lào, Cam hay Thái đâu. Cho nên là phải thận trọng. Với lại thứ hai nữa là xin phép được chia sẻ với quý khán giả là bay đi phi thì có những cái chuyến bay bay thẳng thì giá rất là cao. Mà nếu mà bay quá cảnh khoảng chờ khoảng 4 tiếng và đến từ 4 tiếng đến 6 tiếng quá cảnh ở sân bay nữa, thì có lẽ phải chọn cái giải pháp đó để tiết kiệm cái chi phí. Xin chào bạn Trần Anh Khoa, John Clay, không về Nghệ An nữa anh, cũng chỉ là tin đồn thôi Trần Anh Khoa. Lúc này thì chừng nào mà công bố chính thức thì mới nói được. Lúc này thì đang nói là Rafael Success, cầu thủ có cái mái tóc nhuộm vàng của câu lạc bộ Công an Hà Nội đó, người mà vừa ghi cái bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 vào lưới Hoàng Anh Gia Lai, sẽ gia nhập Sông Lam Nghệ An để mà chơi ở hàng công của Sông Lam Nghệ An đó. Xin chào bạn Lê Hưởng, huấn luyện viên Gông mà về Công an Hà Nội thì fan hâm mộ của câu lạc bộ lại nhiều rồi. Chính xác. Xin chào bạn Nguyễn Hồng Quân, thấy bảo John Clay thay Martin Zila chứ bạn. Cảm ơn bạn. Lúc này tất cả đều là tin đồn, chưa xác nhận gì chính thức. Cầu thủ Hoàng Gia Lai họ cũng còn hỏi mình mà. Tối hôm qua khi mà On Sport đăng cái thông tin đó lên thì cầu thủ cũng đưa cho mình. Mấy anh em trong đội hỏi là cái này có thiệt chưa anh? Mình bảo là trời ơi, bây giờ tụi mày hỏi anh thì có khác nào là kêu anh đi hỏi lung tung thì cũng như không. Lẽ ra tao phải hỏi ngược lại tụi mày là hỏi tụi anh. Thì làm sao mà trả lời được. Xin chào bạn Doan Nguyễn, em nghĩ Hoàng Anh Gia Lai năm nay rớt hạng, chứ nhìn đá thế này thì lo lắm. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Doan. Năm nay Hoàng Anh Gia Lai phải lo đá trụ hạng, cái điều này là cái điều chắc chắn. Xin chào bạn Huy Nguyễn, anh cho em hỏi là Ngô Hoàng Thịnh giải nghệ rồi à anh? Lúc này không có thông tin về Ngô Hoàng Thịnh. Xin chào bạn Vũ Văn Điền. Bạn Chiêu Viên, Diakite phòng ngự cũng ổn hả anh Dũng? Bạn Hoàng Anh Gia Lai fan, trung vệ ai đi về anh? Dĩ nhiên là nếu mà đi trung vệ nha, thì phải là Pape Diakite, chứ còn Zairo thì không đi đâu. Xin chào bạn Seo, chào anh Dũng. Tại sao cúp quốc gia Việt Nam chỉ cho V-League và hạng nhất tham dự, mà không cho các đội hạng nhì, hạng ba, thậm chí là đội bóng sinh viên tham dự như là Thái Lan hay Nhật Bản? Anh không rõ, cái này là quy định của ban tổ chức. Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai giờ. Xin chào bạn Long Hà, bạn Trấn Thành. Thực sự mất đi Diakite, chất lượng hàng phòng ngự mất đi, vấn đề nội binh trung vệ quá mỏng. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Trấn Thành. Xin chào bạn Trinh Đỗ. Xin chào bạn Trần Văn Công, Triệu Việt Hưng, Lương Hoàng Nam đá hay quá. Đúng rồi, đá quá hay trong màu áo của Hải Phòng FC. Bởi vì cứ nói Quân Gia Lai kém, mà đi đến đội nào cũng gắn tim cũng đã chín. Xin chào bạn Trần Nhan, đội Hoàng Anh Gia Lai tại sao không thay cầu thủ tiền đạo số 30 chơi quá tệ,
thua một tiền đạo của Việt Nam. Xin chào bạn Châu Quách Thiên, cứ sáng dậy là trong đầu thấy chữ Hoàng Anh Gia Lai tuy có thua nhưng vẫn mến đội bóng. Và Dũng xin cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, rất là cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi phần điểm tin của Vlog Ngoài Đường Pit vào trưa ngày hôm nay. Như là đã chia sẻ thì bây giờ mình chạy lên gặp bên phía lãnh đạo của câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Ngày mai thì họ sẽ có trận đấu gặp đội Đồng Nai ở Biên Hòa. Nên là bây giờ mình tranh thủ lên để chào hàng gạo ST25 lúa tôm. Xin được cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình của Vlog Ngoài Đường Pit. Cảm ơn Lop Manto đã đồng hành cùng mình trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận về bóng đá Việt Nam vào tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chúc cả nhà một ngày thứ ba thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và công việc thật là hiệu quả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Sữa chua uống lớp Manto, ứng cái bụng, free dọc lâu.